call you first. And okay, thank you. Thank you. I know your number, but you might. Oh, thank you. I know your number, but you might. Nghe giọng cái khác không được bắt quá. Ôi, mình đang ở đâu quá? Rồi, chị đi giỏi quá, chị đi đâu, mình đang number. Quá, good job, chị đi. That's nice. À, chị đi, good job, chị đi. Chị đi, biết số con cái gì đi không? Yeah, go with me. Ừ, con có số con cái gì đi, con gọi chị đi đi. Rồi, chị đi, kêu chị đi dậy. Ôi, mình đang ở đâu ạ? When you miss Costco. Oh, so big. When you miss not far away, but you miss not. Oh, but you miss Costco. She not far away. She nearby our house, right? She's a little bit far. She look at cô Nhung hay sao mà she know cô Nhung ở Costco. Nhìn hình Nhung đang ở đâu, hay chị chứ. Ờ, nó nhìn hình là nó biết Costco, đi với mẹ nó có trăm lần mà. Bởi vì mới nói mà Nhung đang ở Costco, hay chị chứ. Can we go to Costco? No, you wanna see bà Nhung too? Nó tưởng bà Nhung đang ở Costco gần nhà đó đó. Nó nói bà Nhung là không ở xa đâu, đang Costco á. Phải không, là nó không có ở xa, bà Nhung ở Costco hả? Hay quá. Nó đòi gọi đó. Dạ, đang đi ra sân bay hả? Đang ra sân bay, nó đòi gọi, nó tự gọi đó. Dạ, giờ ra sân bay nè. You wanna come to Florida house? You come to Florida house, bà Nhung ơi. Ừ, con thích đi, con đi. Don't wait too long. Nó nói bà Nhung ơi, come to Florida house. Don't wait too long, bà Nhung ơi. Don't wait too long. Trời, nghe giọng đi. Bà Nhung ơi, nghe đã. Don't wait too long. People running. You can't wait or you won't have a spot. Bà Nhung ơi. Bà Nhung mua gì á? Mua gì cho con? Bà Nhung mua gì? Mua cho con. Con thích cái gì ở Costco đó cho bà Nhung nghe coi. Trời ơi, bà Nhung đi Costco mua bánh kẹo này kia ơi. Cười của chị à, cắn cái đầu chị. Chị không lấy số phone của gì đi chị. Chị có biết số phone cái gì đi không? Chị gọi chị đi, kêu chị đi quét đó. Trời sáng rồi. Có gì đi đâu mà chị đi, chị đi, kêu chị đi chị đi vậy. Trời sáng rồi. Có gì đi đang ở đâu mà Nhung? Đi đâu là nhiều mà. Đặt anh cho con. Bao nhiêu bánh trang cửa như thôi. Chị đi đang ở đâu? Chị đi đâu cháu? Chị đi ở nhà đó, chị đi ngủ á, bởi vì con gọi về con kêu chị đi dậy cho bà Nhung đi. Nội ơi, chị đi ngủ thai giờ chiều chưa dậy. Ừ, ngủ thai giờ chiều chưa dậy, kinh khủng gì chứ. Con thấy chị đi ngủ quá trời ngủ một lên chay chay. Yeah, she's asleep yet. Sao? Nó nói chị đi là sleepy head. Ừ. Who's a sleepy head? Nini. Bác. Nó nói thôi bye bye bà Nhung đi. Thôi. Nói thôi bà Nhung đi khất cồ vui vẻ. No. Cho mình đi chứ nha. Cho bà Nhung nghe chị đi cái này con. Chị đi đang gọi chị bà Nhung đó. Bye bye đi. Hey, cô chú ơi. Hello cô chú đi. Hello cô chú. Chạy đi bơi nè cô chú. Giỏi. Rồi để mình ngâm chân xuống coi. Oh wow. Freezing, đọc freezing. Mới xuống thì vậy thôi chứ đọc freezing. Rồi, bơi đi, lâu quá không bơi, bơi đi. Lấy kiến không? Dạ, mẹ. Lấy kiến không? Ok, lấy kiến, mẹ lại lấy kiến. Ra coi, kiến bơi của trời. Bơi của trời đây. Oops. Ok. Rồi, lại đây. Này mẹ kiếm vô cho. Can you wipe my hair? Tự nhiên cái gì ấy đằng chị, đưa đây, để mày chùm chùm cho, đưa đây. Đưa đây, mày lấy áo mày chùm, lại đây, đứng lên. Rồi, ok. Mẹ kiếm vô. Ngồi xích lại mẹ, có con làm gì cho mẹ chồm với vậy? Rồi, ok. Tighter. Gì? You want a little bit tighter? Ok. Ok, được chưa?
Ok. Đúng rồi. Nhớ không? Nhớ bơi chứ không? Hai quên rồi. Em còn nhớ hay em đã quên? Em còn nhớ hay em đã quên? Còn em. Em còn nhớ. Rồi bơi đi. Cũng cả hai tuần lễ không có bơi chơi hả? Dữ tài. Hả? Gì không? Với nước về được rồi. Nước về được rồi, nước về được rồi con. Nước về đúng chuẩn của nó rồi nè. Để chừng nào thì hai nay nay mai gì bắt đầu. Nay mai bắt đầu là mẹ chơi. Xả nước tiếp. Xả nước ra tiếp. Đúng rồi, giờ đi tiếp đi, giờ đi đi. Mới xuống nè, nhát nhát á. Nhớ không? Còn nhớ lụng mèo không? Còn nhớ lụng mèo không? Không quên rồi. Đứng nó lộn qua cây, đứng nó lộn qua cây. Đứng gần vô, đứng gần vô, đúng rồi. Rồi lộn đi. 1, 2. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Lộn vậy là cũng chưa được á. Cái đó là cái mới mở đầu thôi nha. Lộn gì cũng còn sai rồi đó. Giờ làm gì ạ? Đúng rồi. Giỏi. Giờ mới bắt nguồn đó. Bắt nguồn cho mọi cảm xúc đó. Không, từ từ để con ta nóng máy đây chơi ha. Đề máy lên cho nóng. Xích gần lại. Đúng rồi, trời ơi, làm vô cái len của tôi luôn rồi nè. Ướt cái len tôi luôn rồi. Vui. Hay ghê. Cái gì vậy? Ok, muốn làm đâu cũng được. Trời ơi, con này rảnh dễ sợ. Xa ra. Xa nữa. No. Rồi, ok, vậy được rồi. Quên rồi. Trời. Chay nó quên. Trời, giữ chưa. Trời ơi. Say luôn hả? Rồi, tiếp bài. Làm gì nữa? Cái lộn của mèo ơi, lộn của mèo á. Trời ơi, quay như cá đuối vậy hả? Ôi chào ơi. Trời, xuống dưới đây làm gì vậy? Quay như cá đuối vậy hả? Mấy ngày nay á hả? Chay con chay là cái hồi nãy là nó mới đi biển về đó cô chú. Ê, xích ra. Nó mới đi biển về, giờ đi biển là nó chỉ chơi với cát thôi, còn về nó mới bơi thiệt nè cô chú nè. Giỏi. Very good. Giờ qua đây bơi đúng một tuần lễ hả con ha. Mình xích ra. Đúng rồi. Trời ơi, nó say dữ chưa? Quá say luôn. I'm scared of vacuums. Đúng rồi. Hay ghê. Nhưng mà bây giờ lộn mèo quên rồi nè, quên cái lộn mèo rồi nè. Lũng mèo quên rồi. Ôi, bây giờ là cái gì đây? Cái này là chơi gì này? Dùng phía tình yêu. Quên cái lũng mèo rồi. Cái lũng mèo con quên rồi, chúi cái đầu xuống con quên rồi. Con cần mẹ giúp không? Mẹ giúp cho con nhớ nha. Đúng rồi. Hả là. Hay vậy. Yeah. Đúng rồi. Remember I can stand. Đúng rồi, mẹ nhớ mà. Hay. Remember I can stand. Đúng rồi. Nhớ. Last night. Đúng rồi. Trời, con quay đó. Làm gì đó. Trời ơi, tôi quay một chân lên đúng không hả? Quá diễn luôn rồi, bây giờ là quá diễn luôn rồi. Mom, no. Đó hả? Ok. Oh my god, chị đi, that's crazy. Trời đất ơi, giỏi quá trời á. I don't see you. Mẹ thấy hết luôn, cô chú thấy luôn.
con có cái cú lộn mèo đó là quá sức tưởng tượng. Hai phai cái hai phai quá hay luôn, hay lắm bùa rồi đó. Ôi cha ơi, dữ chưa. Bây giờ á, để mẹ vô mẹ gắn cái này bỏ dưới nước để cho cô chú thấy cây ấy dưới nước nha. Ok. Cái này chưa. Chờ chút. Xa chút. Bây giờ lộn cú mèo xong rồi cái twist under the water. Ok, did you do a good job? Sara. Ok rồi, quay lại nha. Horsey đi nha, horse.
way, push. Unicorn nha. Nhảy không? Chạy đi. Chạy đi, con muốn từ unicorn con nhảy xuống không? Bây giờ mẹ đẩy con cái con nhảy xuống nha. Rồi, ready? 1 2 3. Ok, jump. Jump. Jump đi. Cái gì? Nhảy xuống đây nè. Nhảy xuống. Nhảy thôi rồi. Rồi nha, để lại chỗ này cho nó push con đi nha. Nè, chỗ này nó tự push nè. Oh, push chay đó. Thôi mệt quá. Làm với bé. Ủa nãy gì vậy? Đó, nhảy xuống đi. Làm nó như bé không biết bơi gì. Đẩy con á hả? Rồi, vô. Rồi, thì sao nữa, có chơi nữa không? Không. À, không chơi nữa hả? Vậy là xong với unicorn rồi đó hả? Đó, vậy là nó xong với unicorn rồi đó, cô chú nó khoái bơi rồi. Mày bây giờ mày nghe điện thoại của mẹ đó nha. Rồi, làm gì vậy? Ê, làm gì vậy? Xa đó, xa đó. À, đang kéo căng người phải không? À, đang kéo căng người, trời ơi, nó đang giãn nở đó. Không phải gọi là cái gì gọi là cái gì mà trước khi mình nào mình làm là mình phải vận động đúng không con? Đúng rồi đó, người ta là chuyên nghiệp, người ta phải như vậy đó, giữ chưa, tự biết là phải vận động cơ thể luôn đó, éo giữ chưa, có chừng té rồi đó con người ta thấy không, con người ta không làm gì chạy xa dữ vậy. Rồi, muốn làm dưới đó phải không? Ok, chờ mẹ cái. Chờ mẹ cái. Ờ, cô này rảnh ghê á. Rồi, bắt đầu rồi, cô làm đi. Thì muốn làm gì? Ủa, nó rảnh quá, nó chạy nguyên cái hồ. À, rồi con làm gì? Con đeo mắt kiến vô. Chơi này nó rảnh ghê không? Rồi bơi từ bên kia lại tới đây, lẹ lên. Đừng có chạy. Rồi nhảy xuống. Nhìn gì đó à? Nó sóng nước rồi nấy thôi chứ còn nhìn gì đâu nè.
Thôi ôi dẻo dữ sao, trời ơi dẻo dễ sợ không? Đúng rồi, dẻo mà, chay là dẻo mà. Trời ơi, con làm ướt đồ mẹ hết luôn á chay. Con làm ướt đồ mẹ nè. You should be ladybug and I should be cat white. Giờ mẹ là ladybug, con là cat cat hoa hả? Yeah. Còn ba là gì? Ba is Michigan house. À, ba là ở Michigan à, ba nhà ở Michigan. Còn mình, đang ở đâu? Để ở Florida. Florida, đúng rồi. Cat dog, not cat dog. Hey. No, you should be ladybug. I should be cat white. Rồi làm gì rồi giờ mình làm gì? Push ra, push ra coi, push ra. Push, push. Nằm ngang thôi, nằm ngửa ra, push ra. Bước ra, push ra, push. Trời ơi, dữ vậy ta. Ui, cha dữ chưa cô chú. Ngửa ra, ngửa ra, nằm ngửa ra, nằm ngửa ra. Nằm ngửa ra, cười cái. Quá dữ rồi, ôi trời trời, quá dữ rồi. Quá dữ. Hay ghê không? Quá luôn. Bye bye á. Bơi từ bên đây qua bên kia đi. Mom should be ladybug and I should be cat boy. Gì nói hoài vậy? Thì mẹ biết mẹ bị ladybug con cat đi nuôi qua rồi, mình ở đây làm gì? Giờ muốn đi lên chưa? Cái tay ấy rồi kìa, cái tay dập hết rồi kìa. No. Hả? You should be ladybug. Đây nè, coi nè, cái tay con nè, dập hết rồi, thôi đi lên đi. Đi lên, no. Đi tắm đi con. No. Đi lên đi tắm đi con. Rồi mai bơi tiếp. Ok. No. Đây nè, cái tay dập hết rồi nè. Xè ta ra coi, xè ra mày coi. Nữa hả? Nữa. Ừ, cô chú chụp tấm hình này đẹp lắm nè, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Ôi trời. Trời ơi, nó phun nước luôn rồi tại. Không có phun nghe chay, không có chơi phun nước nha. JD, stop. JD, I said stop. Mà hồi mày đi ra chỗ khác. No, không no, chơi no. Như chay nữa, chay no, nó chơi phun nước. No, no, no. Vì sao con phun nước mà? You lady bug. Nữa, mày đi bắt con là cat Noir rồi, biết không? Hello, Weaver. Hello, hello, cat Noir. Ôi trời trời trời. Cat Noir đang bơi hay cat Noir? Cat Noir bơi vui không cat Noir? Vui không? Thôi đi lên đi con, cái tay dập hết rồi kìa. Ôi trời trời trời, thả tay ra nữa, ghê chưa? Ôi trời. Ôi dài thả nữa kìa. Dậy quá. Rồi thôi đi lên, đi, vô. Đi. Mom, you should be cat Noir at home. Rồi, cat Noir at home, rồi đi, ok, đi vô. Rồi, đi vô nha. Rồi, thôi, bye bye cô chú đi. Cái bài cô chú đi đó, cô chú thấy không? Hai tuần rồi cô chú mới thấy con trai nó bơi lại đó. Đã không? Ủa lạnh. Thành nhảy vô. Ê, đứng vô đây.